Kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự tổng hợp trên kênh truyền hình Thông tấn. Sau đây là những thông tin đáng chú ý có trong chương trình. Bộ Tài chính vừa ban hành thông tư số 62/2024 hướng dẫn xác định nguồn kinh phí thực hiện mức lương cơ sở mới. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu các địa phương kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm nếu có liên quan đến kết quả chung đấu giá đất ở cao bất thường tại một số huyện ngoại thành. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã triệu tập cuộc họp gồm các thành viên chính phủ, lãnh đạo các vùng để bàn về tình hình an ninh ba tỉnh giáp giới với Ukraine. Thưa quý vị, trong thế giới của những món đồ chơi sáng tạo, một xu hướng mới đang dần chiếm lĩnh và thu hút sự quan tâm của giới trẻ cũng như các nhà sưu tập, đó chính là art toy hay còn được gọi là đồ chơi nghệ thuật. Với thiết kế độc đáo và mang đậm dấu ấn của những nhân vật hoạt hình ngộ nghĩnh, những món đồ chơi này không chỉ đơn thuần là sản phẩm giải trí mà còn là biểu tượng của nghệ thuật đương đại. Vâng, và trong những ngày gần đây thì cái tên Labubu đang làm mưa làm gió trong cộng đồng với doanh thu cực khủng. Lãi lớn đến từ việc kinh doanh Labubu khiến cho không ít người đặt câu hỏi tại sao đồ chơi nghệ thuật lại trở thành một hiện tượng đặc biệt và thu hút sự chú ý của nhiều người đến như vậy. Câu trả lời sẽ được đề cập trong phần điểm nhấn quốc tế. Còn bây giờ sẽ là những tin tức cập nhật. Thưa quý vị, Bộ Giao thông Vận tải đã đưa ra định hướng phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên các lĩnh vực nhằm huy động nguồn lực và nguồn vốn. Theo đó, với vận tải đường bộ, đến năm 2030, phấn đấu cả nước có khoảng 5.000 km đường bộ cao tốc, tiếp tục đầu tư các tuyến cao tốc kết nối với các trung tâm kinh tế lớn, các cảng biển, cảng hàng không, cửa khẩu quốc tế có nhu cầu vận tải hàng hóa lớn. Ước tính theo quy hoạch, tổng mức đầu tư các dự án đến năm 2030 vào khoảng 24,8 tỷ đô la Mỹ. Như vậy, tổng mức đầu tư phát triển hạ tầng giao thông tới năm 2030 sẽ là hơn 200 tỷ đô la Mỹ. Theo thống kê trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp thì các ngân hàng đang đẩy mạnh phát hành trái phiếu với lãi suất hấp dẫn hơn gửi tiết kiệm. Lãi suất trái phiếu cao nhất lên đến 7,9% một năm. Theo đó, nhiều ngân hàng đã và đang phát hành trái phiếu ra công chúng để huy động vốn với lãi suất cao hơn so với lãi suất gửi tiết kiệm thông thường. Một số ngân hàng thương mại cổ phần phát hành trái phiếu gần đây nhất với lãi suất hơn 7% một năm. Theo số liệu thống kê của Bộ Tài chính, thì 6 tháng đầu năm nay, trong tổng số 110.200 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp được phát hành riêng lẻ, tổ chức tín dụng chiếm 63,2% với 69.600 tỷ đồng. Thưa quý vị, theo thống kê của Bộ phận Nghiên cứu Savin Việt Nam cho thấy, nguồn cung nhà ở chung cư hiện vẫn chưa có nhiều cải thiện. Với gần 1.000 dự án đang triển khai trên cả nước, nguồn cung nhà ở chung cư không có chuyển biến so với quý 1 năm 2024 và so với cả năm 2023. Trong khi đó, giá nhà ở vẫn leo thang, dự án xa trung tâm cũng không rẻ. Ví dụ như dòng sản phẩm căn hộ dưới 3 tỷ đồng được xem là bình dân ở thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, nguồn cung này đang ngày càng hạn chế tại thị trường này và chỉ chiếm 18% nguồn cung sơ cấp từ đầu năm cho đến nay. Hầu hết sản phẩm có khoảng giá này đều nằm cách trung tâm thành phố trên 10 km. Bộ Tài chính vừa ban hành thông tư số 62/2024 hướng dẫn về nguồn kinh phí thực hiện nghị định số 73/2024 NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ công chức viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó, nguồn kinh phí thực hiện nghị định số 73/2024 của các bộ cơ quan trung ương là nguồn thực hiện cải cách tiền lương đến hết năm 2023, chưa sử dụng hết chuyển sang năm 2024. Đối với nguồn kinh phí thực hiện Nghị định số 73/2024 NĐ-CP và Nghị định số 75/2024 NĐ-CP của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Tài chính hướng dẫn sử dụng nguồn tiết kiệm 10% chi thường xuyên dự toán năm 2023 đã được cấp có thẩm quyền giao. Xin chuyển sang một số thông tin về giáo dục. Thưa quý vị, kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2025 dự kiến sẽ có 2 bộ đề thi riêng biệt với từng nhóm thí sinh. Hiện nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang xây dựng dự thảo quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025. Theo đó, kỳ thi năm sau sẽ có 2 bộ đề thi, gồm 1 bộ đề thi cho thí sinh học theo chương trình giáo dục phổ thông mới và 1 bộ đề thi cho thí sinh học theo chương trình giáo dục phổ thông cũ.
Việc tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2025 với hai bộ đề riêng nhằm đảm bảo quyền lợi cho những thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp 2024 và những năm trước đó. Những ngày này, các trường học vùng cao của tỉnh Thanh Hóa đang hoàn thiện những công đoạn cuối cùng để đón học sinh tựu trường. Mặc dù còn nhiều khó khăn với nhiều điểm trường thiếu thốn về trang thiết bị dạy học, thế nhưng các trường vẫn nỗ lực vượt khó, chuẩn bị đầy đủ về cơ sở vật chất, ổn định đội ngũ cán bộ giáo viên để sẵn sàng đón năm học mới. Những ngày này, trường tiểu học Minh Sơn 2, huyện miền núi Ngọc Lặc đang hoàn tất mọi công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng học tập sẵn sàng cho năm học mới. Nhà trường tổng động viên giáo viên, nhân viên toàn trường lao động dọn dẹp, đánh rửa toàn bộ sân trường, trang trí cây xanh, tạo môi trường xanh sạch đẹp, chuẩn bị các điều kiện tốt nhất, sẵn sàng đón học sinh tới trường. Có thể nói cho đến thời điểm bây giờ là nhà trường đã chuẩn bị tất cả các cái điều kiện để chuẩn bị năm học mới 2024-2025 được tốt rồi. Theo thống kê của Ủy ban Nhân dân huyện Ngọc Lặc, huyện có 79 trường học các cấp với 38.000 học sinh. Năm học này, trường đã lên phương án tuyển thêm giáo viên, tuy nhiên đến nay, trường còn thiếu 200 giáo viên. Hiện Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đang tích cực khắc phục thiếu hụt giáo viên, đồng thời chỉ đạo các trường học dọn vệ sinh môi trường, chuẩn bị cho năm học mới. Ủy ban huyện đang thực hiện cái việc là rà soát sắp xếp lại đội ngũ và đang thực hiện các bước quy trình để tuyển dụng và hợp đồng cán bộ giáo viên để cho các nhà trường đáp ứng được cái nhu cầu dạy học. Tại trường tiểu học Tân Phúc, huyện miền núi Lang Chánh, từ đầu tháng 8 năm 2024, các nhà trường cũng đã huy động cán bộ giáo viên tham gia sửa chữa các phòng chức năng, chỉnh trang khuôn viên, cảnh quan trường lớp. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị của nhà trường đã hoàn tất, sẵn sàng cho năm học mới. Đối với cơ sở vật chất nhà trường thì nhà trường đã và đang củng cố khắc phục bàn ghế hư hỏng và kiểm kê lại trang thiết bị để chuẩn bị đề xuất tham mưu với các cấp lãnh đạo để bổ sung cơ sở vật chất để đón chào năm học mới. Huyện miền núi Lang Chánh có 31 trường các cấp với hơn 11.700 em học sinh. Hiện địa phương đang thiếu 94 giáo viên. Đối với trang thiết bị dạy học được cấp vào năm 2006 đã xuống cấp và hư hỏng. Còn trang thiết bị cấp theo chương trình phổ thông 2018 thì huyện mới được cấp thiết bị cho lớp 1, lớp 2, lớp 6, còn lại đang thiếu. Ngoài ra, toàn huyện có 15 trường có phòng học, bàn ghế, trang thiết bị xuống cấp mà chưa được đầu tư. Số trường học đang thiếu cái trang thiết bị dạy học, bàn ghế thì cũng đang còn hư hỏng nhiều. Và về cái đội ngũ giáo viên thì trên địa bàn huyện Lang Chánh thì từ tiểu học cho đến trung học cơ sở đang thiếu một số các cái giáo viên văn hóa và giáo viên đặc thù, thì kiến nghị là Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ bổ sung cái nguồn nhân sự cho ngành giáo dục huyện nhà đáp ứng được theo cái quy định. Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa, tỉnh có 2.026 cơ sở giáo dục. Để chuẩn bị cho năm học mới, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành kế hoạch năm học 2024-2025, ngày tựu trường đối với giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên là 28 tháng 8 năm 2024. Lễ khai giảng năm học mới được tổ chức vào ngày 5 tháng 9. Hiện tỉnh đã bổ sung tuyển dụng 6.600 chỉ tiêu giáo viên ở các bậc học. Đến nay, các địa phương mới tuyển được khoảng 3.300 giáo viên. Dù vậy, các cơ sở giáo dục ở Thanh Hóa đã chủ động rà soát, sắp xếp lại mạng lưới trường lớp học, xóa bỏ nhiều điểm trường lẻ, sắp xếp lại đội ngũ giáo viên phù hợp hơn. Liên quan đến kết quả chung đấu giá đất ở cao bất thường tại một số huyện ngoại thành, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu các địa phương kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm nếu có. Theo văn bản, thời gian qua trên địa bàn thành phố Hà Nội có hiện tượng trúng đấu giá quyền sử dụng đất với giá trúng đấu giá cao gấp nhiều lần so với giá khởi điểm. Như tại huyện Thanh Oai, cao gấp 7-8 lần, huyện Hoài Đức cao nhất gấp 18 lần. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp ngay với các Sở Tư pháp, Tài chính, Xây dựng, Thanh tra thành phố, Công an thành phố kiểm tra toàn bộ việc đấu giá đất tại các huyện Thanh Oai, Hoài Đức trong thời gian vừa qua, kịp thời phát hiện, xử lý kiên quyết đối với các vi phạm pháp luật nếu có, báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố trước ngày 25 tháng 8 tới. Phiên đấu giá đất tại huyện Hoài Đức, Hà Nội dự kiến diễn ra vào ngày 26 tháng 8 phải tạm dừng để thực hiện kiểm tra rà soát theo công điện số 82 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, huyện quyết định dừng đấu giá đất để chờ đoàn kiểm tra của Bộ Tài nguyên và Môi trường về xác minh các vấn đề liên quan đến công tác đấu giá.
Nhưng khách hàng đã mua hồ sơ đặt cọc tiền để tham gia sẽ được bảo lưu hoặc hoàn trả lại tiền theo đúng quy định. Thời gian đấu giá lại các lô đất này sẽ được Ủy ban nhân dân huyện Hoài Đức thông báo sau. Thưa quý vị, Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm Hà Nội vừa có thông báo kéo dài hoạt động các không gian đi bộ trên địa bàn quận trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Theo đó, nhân dịp kỷ niệm 79 năm Quốc khánh mùng 2 tháng 9 1945, mùng 2 tháng 9 2024 để phục vụ nhân dân, du khách và tăng sức hấp dẫn của du lịch thủ đô, hoạt động các không gian đi bộ trên địa bàn sẽ được kéo dài từ ngày 30 tháng 8 đến hết ngày mùng 3 tháng 9. Cụ thể, không gian đi bộ khu vực Hồ Hoàn Kiếm và phụ cận sẽ hoạt động từ 19 giờ ngày 30 tháng 8 năm 2024 đến 24 giờ ngày mùng 3 tháng 9 năm 2024. Các tuyến phố đi bộ khu vực khu phố cổ sẽ hoạt động từ 19 giờ đến 24 giờ hàng ngày trong khoảng thời gian trên. Thưa quý vị, những năm qua ngành du lịch Tây Ninh đã phục hồi và đang phát triển mạnh mẽ, trở thành điểm sáng trong bức tranh kinh tế xã hội của địa phương. Ngành du lịch Tây Ninh đã khai thác tốt những tiềm năng, lợi thế và tài nguyên du lịch hiện có, phát triển liên kết vùng với thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ. Và nhờ đó, trong 7 tháng đầu năm, lượng khách du lịch đến Tây Ninh đã đạt 3,7 triệu lượt khách, tổng doanh thu đạt 2.024 tỷ đồng, tăng gần 40% so với cùng kỳ năm 2023. Trong vùng Đông Nam Bộ, Tây Ninh có tiềm năng, thế mạnh để phát triển các loại hình du lịch, sinh thái, nghỉ dưỡng, sông nước miệt vườn, văn hóa tâm linh, lễ hội du lịch ẩm thực, du lịch về nguồn. Trong các thế mạnh đó, khu du lịch núi Bà Đen được xác định là trọng tâm phát triển, dẫn dắt du lịch của địa phương. Do đó, núi Bà Đen ngày càng được đầu tư hiện đại với nhiều công trình tâm linh độc đáo. Dạ, em cảm thấy công trình ở đây rất là đồ sộ. Dạ, đặc biệt vô chiếu coi công nghệ chiếu phim 3D đó. Em không nghĩ đây có cái chiếu phim như vậy rất là dạng như nó rất là to lớn, nhưng không biết diễn tả sao. Rất là hùng vĩ, đồ sộ, ấn tượng. Dạ. Đây là lần thứ 3 em đến, thì lần này là có nhiều thay đổi, giống như là hệ thống cáp thì hiện đại, tượng Phật. Thì hôm nay là em được lên tới đỉnh luôn. Dạ. Thì em thấy thay đổi rất là nhiều, lần này đi thật sự rất là thú vị. Liên kết vùng trong phát triển du lịch được tỉnh Tây Ninh xác định là một trong những hướng đi quan trọng nhằm phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh của mỗi địa phương, góp phần phát triển sản phẩm, dịch vụ du lịch, thúc đẩy phát triển du lịch, xúc tiến đầu tư, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của Tây Ninh. Cái việc ký kết liên kết hợp tác này dùng để nhằm khai thác cái tiềm năng lợi thế của từng địa phương, nhất là hỗ trợ cho nhau trong quá trình xây dựng các cái sản phẩm du lịch ở những nơi địa phương có hoặc những địa phương chưa có, để mà hỗ trợ cho nhau trong cái quá trình hình thành cái du lịch của vùng, đảm bảo được cái tính liên kết và phát huy được lợi thế của từng địa phương, nhất là giữa thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh. Theo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh, hiện tỉnh đang triển khai nhiều đề án, kế hoạch về phát triển du lịch, nhất là kế hoạch thu hút các nhà đầu tư chiến lược, quảng bá điểm đến, xúc tiến các sản phẩm du lịch đặc sắc của địa phương. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã triệu tập cuộc họp gồm thành viên chính phủ, lãnh đạo các vùng để bàn về tình hình an ninh ba tỉnh giáp giới với Ukraine. Ít nhất 7 người đã thiệt mạng và 11 người bị thương trong một vụ cháy xảy ra tại khách sạn ở thành phố Busan của Hàn Quốc. Chuyển sang phần thông tin thời sự quốc tế. Trong ngày 22 tháng 8, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã triệu tập cuộc họp gồm thành viên chính phủ, lãnh đạo các vùng để bàn về tình hình an ninh ba tỉnh giáp giới với Ukraine. Cuộc họp diễn ra theo hình thức trực tuyến. Cuộc họp có sự tham gia của các lãnh đạo các tỉnh Belgorod, Bryansk và Kursk. Trong cuộc họp, ông Putin và các quan chức đã thảo luận tình hình hiện nay ở các khu vực biên giới với Nga, đánh giá thiệt hại đối với ngành nông nghiệp và công nghiệp các khu vực biên giới cũng như tình hình sơ tán dân thường khỏi các khu vực có chiến sự.
Ngày 6 tháng 8 vừa qua, các lực lượng vũ trang Ukraine bắt đầu phát động cuộc tấn công vào Kursk. Trong thông báo đưa ra vào ngày 21 tháng 8, Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ đến nay, Ukraine đã mất hơn 4.400 quân nhân và 65 xe tăng trong các cuộc giao tranh ở khu vực này. Một quan chức cấp cao Bộ Quốc phòng Nga cho biết một số đơn vị của Ukraine đã rút khỏi tỉnh Kursk. Thưa quý vị, sau chuyến thăm Nga ngày 22 tháng 8, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đã có chuyến thăm chính thức Belarus và có cuộc hội đàm với Tổng thống nước chủ nhà Alexander Lukashenko. Trong đó, hai bên nhấn mạnh quan hệ hợp tác song phương. Phát biểu tại cuộc hội đàm, ông Lukashenko cho biết hai nước đã thiết lập được mối quan hệ cao cấp cao nhất trong lịch sử, là đối tác chiến lược toàn diện và trong mọi hoàn cảnh và có tình hữu nghị lâu dài. Ông cho biết ưu tiên cốt lõi của chính phủ hai nước cho tới năm 2030 là hoàn thiện việc chuyển giao công nghệ từ Trung Quốc sang Belarus. Cũng trong chuyến thăm này, Belarus và Trung Quốc đã ký nhiều thỏa thuận thương mại tự do và các khoản đầu tư. Thỏa thuận này có thể tạo ra các quy định minh bạch, thúc đẩy xuất khẩu từ Belarus sang Trung Quốc tăng thêm ít nhất 12% và dòng vốn đầu tư của Trung Quốc sang Belarus tăng thêm 30% trong 5 năm tới. Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho biết nước này mong muốn làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác với Ấn Độ trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng. Phát biểu được đưa ra tại cuộc họp báo chung với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đang có chuyến thăm thủ đô Warsawa. Tại cuộc họp báo, Thủ tướng Donald Tusk cũng đề cập đến việc tăng cường hợp tác với Ấn Độ trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, khẳng định Ba Lan sẵn sàng tham gia vào quá trình hiện đại hóa hệ thống trang thiết bị quân sự. Về phần mình, Thủ tướng Modi đã đề cập đến cuộc xung đột hiện nay ở Ukraine, khẳng định New Delhi sẵn sàng hỗ trợ thông qua biện pháp đối thoại và ngoại giao nhằm khôi phục hòa bình và ổn định. Ba Lan là chặng dừng chân đầu tiên trong chuyến công du hai nước châu Âu của Thủ tướng Modi. Đây cũng là chuyến thăm đầu tiên của một Thủ tướng Ấn Độ đến Ba Lan trong vòng 45 năm qua. Sau Ba Lan, Thủ tướng Ấn Độ sẽ đến thăm Ukraine vào ngày 23 tháng 8 và hội đàm với Tổng thống nước chủ nhà Volodymyr Zelensky. Trước sức ép từ các cuộc biểu tình lớn ở Indonesia, hôm qua, Phó Chủ tịch Hạ viện nước này tuyên bố Quốc hội đã quyết định hủy kế hoạch sửa đổi luật bầu cử lãnh đạo khu vực. Theo đó, luật sẽ được áp dụng đồng thời với quyết định của Tòa án Hiến pháp liên quan đến ngưỡng đề cử và giới hạn độ tuổi của ứng cử viên cho các cuộc bầu cử lãnh đạo khu vực. Trước đó, ngày 20 tháng 8, Tòa án Hiến pháp đã quyết định ngưỡng đề cử ứng cử viên của các đảng cho các vị trí lãnh đạo khu vực và cấp phó chỉ dựa trên số phiếu giành được trong các cuộc bầu cử khu vực thay vì số ghế trong các nghị viện khu vực. Bên cạnh đó, tòa án cũng tuyên bố ngưỡng tuổi đối với các ứng cử viên cho vị trí lãnh đạo khu vực. Tuy nhiên, Ủy ban lập pháp của Quốc hội và Chính phủ hôm 21 tháng 8 đã phê duyệt các sửa đổi đối với luật bầu cử lãnh đạo khu vực để phê chuẩn tại phiên họp toàn thể vào ngày 22 tháng 8. Bản sửa đổi chỉ tuân thủ một phần phán quyết của Tòa án Hiến pháp. Động thái này của Quốc hội đã gây ra một làn sóng phản đối của người dân và đỉnh điểm là các cuộc biểu tình ở nhiều thành phố. Tại Hàn Quốc, ít nhất 7 người đã thiệt mạng và 11 người bị thương trong một vụ cháy xảy ra tại khách sạn ở thành phố Busan, phía tây Seoul vào ngày hôm qua. Giới chức cứu hỏa cho biết ngọn lửa bùng phát ở tầng 8 của tòa nhà 9 tầng chiều tối cùng ngày. Một quan chức cho biết số người thương vong có thể tăng do lực lượng chức năng đang tiếp tục giải cứu những người bên trong khách sạn. Trong số những người bị thương có ít nhất một người nước ngoài, trong khi 3 người đang ở trong tình trạng nghiêm trọng. Ngay sau khi nhận được tin về vụ việc, nhà chức trách đã điều động 70 xe cứu hỏa và hơn 160 lính chữa cháy đã được điều tới hiện trường để tiến hành các hoạt động về chữa cháy và cứu hộ. Đến khoảng 22 giờ 14 phút theo giờ địa phương, ngọn lửa đã được khống chế. Nhà chức trách cho biết lửa tuy không lan rộng ra tòa nhà nhưng lại tạo ra nhiều khói, nguyên nhân chính khiến cho nhiều người tử vong. Khách sạn có 64 phòng và ước tính đang có 27 khách lưu trú khi hỏa hoạn bùng phát. Như chúng tôi đã đề cập ở phần đầu bản tin, sau cơn sốt Capybara thì gần đây, nhiều bạn trẻ ở Việt Nam và châu Á săn lùng các sản phẩm liên quan đến Labubu. Nhân vật này đã ra đời gần 10 năm, nhưng chỉ thực sự tạo nên cơn sốt khi Lisa của nhóm nhạc Blackpink sử dụng. Nhiều người không khỏi thắc mắc liệu quái vật với đôi tai nhỏ và hàm răng sắc nhọn này có gì mà lại thu hút đến như vậy. Labubu được sáng tạo bởi nghệ sĩ gốc Hồng Kông Trung Quốc Ka Sing Lang vào năm 2015, lấy cảm hứng từ thần thoại Bắc Âu.
Nhưng phải đến gần 10 năm sau, khi Lisa, thành viên nhóm Blackpink, đăng khoảnh khắc cầm Labubu trên Instagram, khiến giá của món đồ chơi này tăng vọt đến 400% và trở thành cơn sốt trong giới trẻ. Các vật phẩm liên quan đến Labubu cháy hàng trong thời gian ngắn. Popmart Thái Lan là chuỗi cửa hàng lớn nhất Đông Nam Á và là nơi có số lượng bộ sưu tập Labubu lớn nhất châu Á. Khi Labubu được trưng bày, chúng đều được bán hết trong vòng vài giây. Popmart đã nổi tiếng lên gấp nhiều lần sau khi Lisa nhóm Blackpink chụp hình và đăng ảnh cùng với Labubu lên Instagram. Bộ sưu tập The Monster với nhân vật Labubu đóng góp 626,8 triệu nhân dân tệ, tương đương 2.146 tỷ đồng. Tăng 3,9 lần so với năm trước và chiếm 13,7% tổng doanh thu của thương hiệu sản xuất các vật phẩm Labubu Popmart. Năm 2023, Popmart đã đạt doanh thu hơn 6.300 triệu nhân dân tệ, tương đương hơn 33.000 triệu bạt, tăng trưởng khoảng 40% so với năm trước. Thông qua các thiết kế đa dạng và hình thức trưng bày như quần áo búp bê, hình ảnh của Labubu đã trở nên sống động và rực rỡ hơn. Bên cạnh đó, việc kết hợp chi tiết dễ thương hiện đại với truyền thống văn hóa gần gũi đã thu hút giới trẻ. Khi làm việc vào ban đêm, đôi khi tôi cảm thấy dễ chịu hơn khi nhìn ngắm chúng. Điều đó giúp giảm bớt áp lực cho tôi. Chúng tôi hy vọng mọi người có thể duy trì sự tò mò như trẻ con. Từ các thiết kế của Labubu, chúng tôi muốn tích hợp văn hóa truyền thống của mình với các sản phẩm văn hóa được các thế hệ trẻ yêu thích như một cách để quảng bá với hy vọng trong tương lai. Ngoài việc kế thừa văn hóa truyền thống, chúng tôi cũng có thể hội nhập hơn mà vẫn giữ được bản sắc của chính mình. Ngoài ra, việc sản xuất để Labubu vào Blind Box, chiếc hộp bí mật, khiến người mua không biết mình sẽ nhận được món đồ chơi thế nào, càng khiến giới trẻ cảm thấy thích thú, tò mò và sẵn sàng mua hàng. Xu hướng này từng tạo ra doanh thu khổng lồ cho các hãng đồ chơi và thúc đẩy doanh số cho Popmart thời gian trước. Bắt đầu từ năm 2014, Popmart đã có những bước đi chiến lược như phân phối qua kênh trực tuyến và máy bán hàng tự động, cũng như tập trung vào các sản phẩm bán chạy nhất nhóm đồ chơi nghệ thuật hoặc hộp bí mật và ngay lập tức đã đạt được nguồn thu khổng lồ. Thành công của Popmart nói riêng và những nhà sản xuất đồ chơi nghệ thuật toàn cầu nói chung không chỉ đến từ việc tạo ra những nhân vật hấp dẫn như Labubu với đa dạng tạo hình, mà còn từ chiến lược kinh doanh, khơi dậy sự tò mò và hứng thú của người tiêu dùng. Thêm vào đó, sự lăng xê đúng thời điểm, đặc biệt từ các thần tượng và những người có ảnh hưởng, đã giúp một món đồ chơi nhanh chóng trở thành hiện tượng trong giới trẻ, tạo cú hích doanh thu và đạt được nhiều giá trị văn hóa quan trọng. Và tiếp theo bản tin sẽ là các thông tin về tình hình tài chính quốc tế qua phần trình bày của biên tập viên Gia Long. Vâng, xin mời anh Gia Long với phần trình bày của mình ạ. Vâng, cảm ơn biên tập viên Diễm My. Thưa quý vị, thị trường chứng khoán Mỹ ngày 23 tháng 8 tràn ngập sắc đỏ, phản ánh tâm trạng cẩn trọng của các nhà đầu tư khi đang chờ đợi bài phát biểu của Giám đốc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed được kỳ vọng sẽ mang đến những chỉ dấu về khả năng Fed tiến hành một đợt cắt giảm lãi suất mới. Chốt phiên giao dịch ngày 22 tháng 8, cả 3 chỉ số chủ chốt của phố Wall gồm Dow Jones, SP500 và Nasdaq đều nhanh chóng tuột dốc sau khi tăng mạnh lúc đầu phiên. Cụ thể, chỉ số Dow Jones giảm 0,4% xuống mức 40.712,78 điểm. Chỉ số SP500 giảm 0,9% xuống còn 5.570,64 điểm. Trong khi đó, chỉ số Nasdaq giảm mạnh nhất là 1,7% xuống còn 17.619,35 điểm. Trong khi đó, bên kia bờ Đại Tây Dương, thị trường châu Âu cũng có một ngày giao dịch ít khởi sắc. Chỉ số chính của Pháp đã đi ngang trong khi các chỉ số chính của Anh và Đức tăng nhẹ từ 0,1 cho đến 0,2%. Trên thị trường dầu mỏ, giá dầu quay đầu tăng giá nhẹ sau đợt giảm giá trước đó do lo ngại của thị trường về nhu cầu yếu trên thế giới kèm theo khả năng các nước trong nhóm OPEC cộng sẽ tiếp tục tăng cường sản lượng khai thác. Cụ thể, tính đến 5 giờ sáng nay theo giờ Việt Nam, giá dầu WTI giao tháng 10 tăng 1,5% lên mức 73,01 đô la Mỹ trên một thùng, trong khi giá dầu Brent giao cùng thời điểm tăng 1,54% lên mức 77,22 đô la Mỹ trên một thùng. Trên thị trường kim loại quý, việc đồng đô la Mỹ và trái phiếu Mỹ tăng giá đã đẩy giá vàng thế giới quay đầu giảm giá. Tính đến 5 giờ sáng nay theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay trên sàn COMEX giảm 1,1% xuống mức là 2.484,64 đô la Mỹ trên một ounce. Và hy vọng những thông tin về tình hình tài chính quốc tế mà chúng tôi vừa cập nhật sẽ giúp ích cho quý vị và các bạn.
Như thường lệ, phần cuối bản tin sáng sẽ là tiểu mục điểm đến. Trong kỳ nghỉ lễ vừa qua, Đà Lạt đã đón khoảng 170.000 lượt du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng, tăng gấp rưỡi so với cùng kỳ của năm 2023. Mặc dù lượng du khách tăng nhưng công tác đón tiếp và phục vụ du khách vẫn được đảm bảo. Và dự báo trong mùa hè nắng nóng năm nay, phố núi với khí hậu mát mẻ và trong lành vẫn là một điểm đến vô cùng lý tưởng cho các du khách. Trong kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày vừa qua, thành phố Đà Lạt đã đón khoảng 170.000 lượt du khách đến tham quan nghỉ dưỡng, tăng gần gấp rưỡi so với cùng kỳ năm 2023. Ngoài lợi thế về khí hậu mát mẻ, trong khi mặt bằng chung cả nước đều nắng nóng kỷ lục, thì Đà Lạt còn thu hút bởi những sản phẩm du lịch độc đáo như du lịch canh nông, du lịch trải nghiệm văn hóa hay đơn giản là du lịch check-in sống ảo. Ngoài cái việc tham quan những cái thắng cảnh ở Đà Lạt với lại trải nghiệm những cái ẩm thực thì nó có rất nhiều điều thú vị, nhưng mà hôm nay lại vào cái vườn dâu và nho, dâu và cà chua ở đây á, tôi thấy có một thêm một cái thú vị rất là hay. Không chỉ hấp dẫn du khách về cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp, Đà Lạt cũng luôn là điểm đến an toàn, thân thiện trong mắt du khách. Trong các ngày nghỉ lễ, các lực lượng chức năng cũng đã tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch. Trên địa bàn không xảy ra những vấn đề bất cập về giá cả hay chất lượng phục vụ. Chúng tôi cũng đã tiếp tục cũng phát triển và định hướng những cái loại hình du lịch mới là thế mạnh của địa phương, như là du lịch canh nông, du lịch trải nghiệm thân thiện với môi trường, rồi phấn đấu và thực hiện từng bước các cái tiêu chí về du lịch chất lượng xanh, về du lịch xanh. Và chúng tôi cũng khuyến khích những cái loại hình như là phát triển về cái du lịch gắn với cái văn hóa của người Đà Lạt, phát triển về du lịch gắn với các cái hoạt động về thể dục thể thao. Sau kỳ nghỉ lễ Bội Thu là tín hiệu tốt đẹp cho ngành du lịch Đà Lạt, Lâm Đồng khi sắp bước vào mùa cao điểm du lịch hè năm nay. Để thu hút du khách, tỉnh Lâm Đồng sẽ tổ chức tuần lễ vàng du lịch Lâm Đồng với chủ đề Lâm Đồng, điểm hẹn của hoa và âm nhạc. Thời gian dự kiến diễn ra từ ngày 31 tháng 5 đến ngày 6 tháng 6 với nhiều chương trình, hoạt động hấp dẫn cả về văn hóa, nghệ thuật, âm nhạc, thể thao. Hứa hẹn sẽ là bữa tiệc du lịch dành cho du khách đến với phố núi Đà Lạt. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự tổng hợp sáng của truyền hình Thông Tấn. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.